tin được không? Cái này là phần ở dưới. Rồi. Cái này là phần ở dưới của các cuốn họng á mọi người. Tại vì người ta đã mua cái cuốn họng, cái khúc trên rồi, cho nên là còn cái khúc dưới. Cái phần thịt khúc dưới. Đâu mọi người biết bao nhiêu tiền cái này? Bật mí cho mọi người biết nha, thì một cái khúc như vậy nó chỉ có 40.000 thôi. Nếu mình chia làm hai bữa ăn thì nó cũng rất là rẻ, nhưng mà mình có thể ăn được thức ăn rất là ngon. Thật ra là mình phải khảo sát giá cả thị trường hàng ngày, để từ đó mà mình có cái tư duy cũng như là tầm nhìn mình làm marketing đó mọi người. Đó, giá cả thị trường, cái này, cái chỗ này là thịt tươi, thịt mà heo tươi mà mỗi ngày người ta đều mần heo mới á, thì là 100, tầm 150, 150 một ký. Thì cái cục này hình như là như cục này là gần 300 gram hay gì đấy, mà chú đó bán mình là 40.000. Không, rồi tiếp theo là cái câu chuyện dò trường. Đây, cái dò trường hồi hôm qua mình mua là chỉ có 30.000 thôi, nhưng mà cái dò trường hôm nay là nó nặng ký hơn, nó 300 gram lận. Thì cập nhật giá cả thị trường về dò trường cho mọi người. Chỗ này là 150 một ký. Thì khi mà mình lại á, là còn có một duy nhất một cái này thôi đó. Bữa nay là nó bự hơn, nó nặng hơn cái ngày hôm qua, cho nên là bữa ăn ngày hôm nay là sẽ trị giá là 45.000 lận nha mọi người, trị giá 45.000 đó. Thì cái món dò trường này á, là mình chỉ ăn được trong những cái đám tiệc cũng như là nhà hàng thôi, bình thường á, là mình rất ít khi được ăn như thế này. Quan trọng là mình phải biết chỗ mua, và quan trọng là mình về mình tự chế biến, mình tự nướng. Chứ nếu mà bạn ra ngoài tiệm, quán ăn, quán nhậu hay là nhà hàng, một dĩa dò trường bạn ăn thì nó sẽ bán cho bạn có giá tầm là có thể là nó sẽ bán cho bạn cái dĩa mà cũng nhiêu đây, nhưng mà người ta sẽ bán cộng với công nấu nướng đâu này nọ nữa, thì cái dĩa dò trường sẽ là 150.000 một dĩa chẳng hạn, hoặc là giá thấp nhất có thể là 100.000 một dĩa, tùy theo người ta để cho bạn là cái khối lượng như thế nào. Giống như cái dĩa ngày hôm qua mà mình đã làm dò trường nướng ấy, là nếu mà ra quán nhậu bán hay là nhà hàng bán hay là quán ăn bán thì sẽ bán cho bạn cái dĩa ngày hôm qua với phần trình bày của mình á, là mình nghĩ có thể là 100.000 một dĩa đó, hoặc là 120 chẳng hạn. Đó, thì mọi người có thể tự đi mua về làm chế biến, rồi sau đó mình chấm chao ăn, hay là chấm muối ớt xanh, hay là chấm một cái loại nước chấm nào đó. Chỉ cần cái loại nước chấm nó ngon thì cái món ăn của bạn nó cũng sẽ ngon xuất sắc thôi. Rồi thì bây giờ mình làm nha. Rồi thì bây giờ bữa về quê á, là mọi người đã chặt dừa đem lên rất là nhiều luôn nè mọi người. Thì mình sẽ lấy cái nước dừa này để mà mình luộc cái dò trường với lại là cái thịt của cuốn họng hồi nãy cho nó ngọt. Rồi sau đó mình sẽ ướp và nướng sao để chấm chao ăn. Mọi người hãy cùng theo dõi video của mình nhé. Con giỏi hơn bà. Giỏi gì? Còn gặp con ăn trước bà kìa. Giỏi, 10 điểm. Rồi, sau khi mà mình đã chế nước dừa vô thì mình đem lên bếp mình luộc cho nó chín, rồi một chút xíu nữa mình nướng thì mình ăn sẽ yên tâm hơn. Mình chỉ cần nướng sơ sơ cho nó thấm rồi nó thơm hương vị của nướng là được rồi. Thì mình sẽ cho vào cái nồi này một chút xíu muối. Tại hồi xưa thấy mẹ luộc cái gì á, mẹ mình ở nhà ở quê luộc cái gì cũng hay cho vô một miếng muối, cho nên là bây giờ mình cũng cho miếng muối. Đó là kinh nghiệm nấu ăn của mẹ mình truyền lại cho mình. Mặc dù cái kinh nghiệm nấu ăn của mẹ mình là do ba mình chỉ. Thì ba mình bảo là hồi đó mẹ mày nấu ăn không được ngon lắm, nhưng mà ba chỉ cái mẹ mày làm hết đó. Mà ba mình là
nấu ăn rất là ngon nha. Không hiểu sao ba có thể nấu ăn ngon như vậy luôn. Rồi ba bảo là hồi đó là ba đi ăn ở mấy cái quán, cái tiệm á, rồi sau đó ba cảm nhận được mùi vị của nó, thế là ba về ba nấu theo cái sự cảm nhận mùi vị đó của ba. Thì ngày xưa là ba mình nó là nấu ăn ngon tới nỗi mà ba mình mở luôn quán nhậu bê thui luôn ấy, thì nó rất là đông khách. Hồi 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 xưa là có mở cái quán quán là quán gì bê thui, lẩu bò, cháo bò, tất cả những món ăn liên quan tới bò nó rất là ngon. Cái hồi đó chắc mình hồi đó là mình học chắc cũng tầm 12 13 năm về trước nhỉ, mình không nhớ là bao lâu nữa nhưng mà đã rất là lâu rồi. Để vài bữa nào về hỏi xem cơ ba mình nhớ không. Rồi đây là nó đã đang sôi lên đó mọi người. Rồi đó, nếu mà nhìn mà mờ ảo ảo như vậy nè, đó thấy chưa, những cái bạn mà có đầu óc, mà gọi là những bạn có đầu óc chưa có bật đèn á, thì sẽ nghĩ tới một cái khác. Còn những bạn mà trong sáng ngây thơ vô tư dễ thương thì sẽ nghĩ tới một cái khác. Thậm chí có nhiều người cũng không biết cái này là cái gì, mình phải nói đây là dời trường, đây là dời trường nha mọi người. Mà cái mà toàn tan lủng lẳng này thì mình cũng không biết nó là cái gì, nhưng mà thật sự là nếu mà nhìn như vậy ha, mà thêm khói mờ mờ ảo ảo nữa thì người ta sẽ tưởng đâu là mình nấu cái đó, mình nấu cái gọi là để mà cho hả tăng cường á, vậy vậy đó. Rồi thôi bỏ vô cho nó chín. Rồi đây là phần thịt, thịt thì bây giờ mình sẽ cắt ra rồi đem ướp nha mọi người. Đó, đó. Công nhận cái này nó mắc cười thiệt chứ, công nhận cái khúc này, cái khúc này giống quá men đó. Rồi giống quá men. Rồi bây giờ mình cắt ra nha. Thì đó, hồi hôm qua là cái khúc kia là 200 gram là nó 30 ngàn, còn cái khúc này hôm nay là 300 gram hay là nhiều hơn gì đấy không biết, chú cân. Sau đó rồi chú bán mình cái khúc này đó là 45 ngàn. Thì hôm nay mình sẽ làm được cái dĩa dời trường nướng trị giá 45 ngàn nha mọi người. Còn đây cái cục thịt hồi nãy nó cũng bự 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 nhưng mà bây giờ nó teo lại thành như vậy. Cái cục này là 40 ngàn, cái cuốn họng của heo á, nhưng mà cái phần cuốn họng dai dai người ta lấy rồi. Thật may là mình cũng không thích ăn cái phần cuốn họng dai dai đó bởi vì nó cứng ngắt. Cái thịt này có lẽ là nó cũng sẽ giòn và dai, nó giống chẳng gừng luôn á mọi người. Ăn thử rồi mình sẽ review sau nha. Thôi bây giờ mình xắt ra rồi mình đem nướng cái đã. Rồi đây là dồi trường mình đã ướp qua gia vị các kiểu. Rồi sau đó mình sẽ bỏ vô cái nồi chiên không dầu Bluestone này để mà nướng nha. Kể từ ngày mà mua nồi chiên không dầu Bluestone này nữa thì dạng như là các món nướng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết và rất là ngon, rất là tiện lợi. Bạn chỉ cần bỏ vô rồi sau đó nó kêu cái beng cái là 5 phút là mình đã có một cái món nướng thơm ngon để mà ăn. Cái khâu mà rửa cũng rất là ok la, nhẹ nhàng đơn giản. Rồi sau đó mình sẽ cắm chui điện vô, bởi vì mình đã luộc với nước dừa rồi cho nên cái khâu mà nướng này á là mình nghĩ là chỉ cần nướng chút xíu thôi cho nó thơm thôi á mọi người. Nướng như đây thôi nè, nó kêu cái beng cái là ăn. Chiu. Rồi rồi ok lá, sau khi nó đã chín và kêu cái beng, trời đó thấy chưa, thơm ngon hấp dẫn. Thôi được và rồi bây giờ mình sẽ đổ cái này ra nha. Đổ phần thịt nướng đó, rất là thơm ngon nha mọi người. Thì cái dĩa bây giờ trường nướng này cái dĩa giò trường nướng này tại quán nhậu của kẹo Vlog, tại quán ăn gia đình của kẹo Vlog, bữa cơm gia đình của kẹo Vlog, dĩa giò trường nướng chấm chao, chấm rau và chao như thế này. Rau này là ba mình trồng ở trên sân thượng, là có thể gọi là rau sạch, rau nhà trồng. Chao thì đi mua cũng không có tốn nhiều tiền lắm. Rồi cái dĩa giò trường này tại quán cơm gia đình, quán ăn
ăn cơm tại nhà theo phong cách nhà hàng của kẹo Vlog, trị giá 45 cành cho một dĩa dòi trường chất lượng, nướng chất lượng như thế này thôi. Hey. À mình còn có luộc thêm đậu bắp để chấm treo nữa, rồi để mình tắt ra mình chụp hình cho mọi người xem nhé. Rồi đó thì hôm nay mình lại nướng là dòi trường nướng nè, ăn chung với treo, đậu bắp chấm treo, rau sống sạch nhà trồng. Đây có thể gọi là bữa ăn gia đình của kẹo Vlog theo phong cách nhà hàng. Cái gì gọi là gì quên rồi. Bữa cơm gia đình phong cách nhà hàng. Bởi vì sao cái món này chỉ có trong nhà hàng hoặc là quán nhậu hoặc là đám cưới mới ăn nha. Chỉ có 45 ngàn, quá là tuyệt vời, quá là rẻ. Nhưng mà ví dụ bây giờ đưa mình 20 ngàn kêu đi chợ nấu cho 5 người ăn là mình cắn móng tay luôn nha. Là cho ăn muối. Là cho ăn 20 ngàn mà đi chợ mình cho 5 người ăn thì chắc là ăn vậy nè, nó như đây thôi nè. Ít ra cũng phải được 40 ngàn trở lên 5 người ăn nha. Thì cái phần như vậy là bây giờ rồi sẽ gồm có mình, mẹ mình, vợ chồng mình. Đó, rồi bên đó thêm một cái tô canh của mẹ. Mẹ mình nấu một món tô canh vậy thôi. Ok la. Rồi tạm biệt mọi người. Còn cái phần thịt này thì mình sẽ đem nướng, rồi ngày mai mình sẽ đem đi làm. Nó rất là tiết kiệm chi phí. Vậy mà ai cũng đồn nguyên đại gia. Ai cũng đồn là nguyên đại gia đồ. Mà thật ra đâu ai biết mình là tiết kiệm chi phí và tham khảo giá cả thị trường một cách bình ổn hoặc là một cách tiết kiệm như thế nào đâu. Bạn có thể ăn được những món ăn ngon nếu như bạn biết chỗ mua. Như này thì cũng không biết mấy hai rẻ luôn. 40 ngàn. Đây là phần thịt 40 ngàn. Đó, thì chúng ta sẽ được một bữa cơm cho ngày mai đi làm. Bữa cơm đi làm. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Nhớ like và tim và chia sẻ bình luận cho kẹo nhé. Xem đoạn đi mua thịt, mua dừa trưởng với 15.100 g cho uy tín nào. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Lấy cho con thấy này đi, còn cái cúng họng này. Cái đến 12. Rồi con cho con thấy này luôn. Lấy con họng cái dạ, đúng rồi, lấy hai cái. Đúng rồi, lấy hai cái.